chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021 thì chính quyền thành phố Hà Nội vừa có cái quyết định là chúng ta sẽ đi vào thực hiện cái việc thực hiện cái chỉ thị số 16 của chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid. Thì việc đi lại của tất cả chúng ta là đều bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên cái nhu cầu để mà sắm sửa máy móc cũng như là đầu tư máy để phục vụ sản xuất thì vẫn luôn hiện hữu trong tất cả các nhà máy và xí nghiệp cũng như các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng việc đến thăm của quý khách hàng trở nên khó khăn hơn thì máy chế biến gỗ Hà Nội, công ty Đại Phúc Vinh Hà Nội xin được làm một cái clip giới thiệu qua với tất cả quý vị và các bạn xem là tại Đại Phúc Vinh Hà Nội chúng tôi hiện đang có những cái máy móc gì, những máy đang có sẵn sẵn sàng mà có thể bàn giao được khi điều kiện cho phép. Đó, để đảm bảo chống dịch thì công ty cũng bố trí một máy sát khuẩn tự động và đo nhiệt độ. Khi mà quý khách hàng đến thì chúng ta đều phải thực hiện việc sát khuẩn và kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Đó. Đấy, vì tôi vừa đứng ngoài nắng xong cái là máy báo luôn là nhiệt độ cao đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc chính là kiểm tra xem là có những cái máy móc gì hiện đang được trưng bày ở Đại Phúc Vinh Hà Nội. Thì trước mặt quý vị và các bạn có thể thấy đây là một loạt các máy cưa bàn trượt. Đấy, cưa bàn trượt với những cái mẫu mã khác nhau. Hiện tại chúng tôi đang trưng bày 4 mẫu là ST320, T320, F435 và một chiếc máy nữa là chiếc máy cưa của Đài Loan, cưa của hãng Huawei, có mã hiệu là P3200EU. Đấy, chúng ta xem lại qua 4 cái cưa. Vì đây là video clip giới thiệu chung cho nên là tôi cũng không đi vào chi tiết của từng sản phẩm. Tôi sẽ có những cái video clip giới thiệu riêng cho từng sản phẩm. Đó, thì mời các bạn xem lại. Chúng ta có 4 cái cưa. Thì đây chỉ là cái cơ sở trưng bày thôi, cho nên là chúng tôi chỉ bày 4 cưa. Còn ngoài ra chúng tôi có hệ thống kho có thể chứa rất là nhiều, cho nên là hàng thì luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Rồi ngay đối diện với cả các cái cưa thì chúng ta có thể thấy một số hệ thống máy dán cạnh dành cho gỗ công nghiệp. Đấy, thì do cái điều kiện diện tích trưng bày nó không được nhiều cho nên là ở đây chúng tôi cũng không trưng bày được hết các loại máy. Trước mặt quý vị và các bạn đây là chiếc máy dán cạnh bán tự động. Đây có thể nói là một trong những cái sản phẩm mà gần như mọi xưởng sản xuất ván công nghiệp đều phải sử dụng, đặc biệt là những cái xưởng nhỏ. Tại vì cái máy này không chỉ giúp chúng ta có thể dán thẳng mà thậm chí có thể dán nghiêng. Và ngoài dán nghiêng ra, nếu như mà chúng ta tháo các cái lù ở đây ra, chúng ta có thể thực hiện dán cong hoặc là dán tròn. Đó, cho nên là đây là một cái máy khá là nhỏ gọn nhưng mà lại là cực kỳ cần thiết với các cái xưởng sản xuất hiện nay. Chính vì vậy máy luôn ở trong cái tình trạng là bán hết hàng. Đấy, chúng tôi nhập về rất là nhiều, số lượng lớn nhưng mà thường xuyên hết hàng. Còn đây là một máy dán cạnh cỡ nhỏ, 4 chức năng, mã hiệu là Compact GB. Thì đó, máy có kích thước chỉ khoảng 2 mét thôi nhưng mà lại chứa đủ 4 tính năng. 4 tính năng như là cắt đầu đuôi, phay trên dưới, đánh bóng và như vậy là cho ra một cái sản phẩm rất là đẹp. Đấy, ngoài ra còn có bản 5 chức năng thì có thêm chức năng cạo gọt nguội nữa. Đấy, bên cạnh cái dòng kích cỡ nhỏ compact đấy thì chúng ta có cái dòng Pro. Dòng Pro là cái dòng mà kích thước của máy lớn, ví dụ như cái máy 6 chức năng mà chúng ta đang xem ở đây thì có kích thước nhỏ nhất nó đã là 3 mét rồi. Ngoài ra chúng tôi có những cái máy 4 chức năng lên đến hơn 4 mét, 4 mét 3, rồi máy 7, 8, 9 chức năng. Đấy, nói chung là hệ thống máy dán cạnh của
Đại Phú Vinh chi nhánh Hà Nội là đầy đủ. Và tại mỗi máy là chúng tôi đều có cái hệ thống bảng biển giới thiệu giá bán và các cái thông số liên quan của máy, để quý khách hàng khi mà tham quan tìm hiểu máy có thể biết được rõ hơn. Máy của Đại Phú Vinh là máy nhập khẩu 100% với những cái linh kiện mà có nguồn gốc đảm bảo và nổi tiếng, ví dụ như là hệ thống biến tần bằng delta, rồi hệ thống khí của E-Tac đều là những cái tên tuổi rất là nổi tiếng đến từ Đài Loan. Rồi tiếp tục tham quan. Trước mặt các bạn đây là chiếc máy khoan ngang CNC. Đấy, khoan ngang CNC hiện tại chúng tôi cung cấp 3 biến thể khác nhau. Ở trước mặt của các bạn đây thì là máy khoan ngang CNC một đầu. Đó. Đây, mình bỏ cái bảng hòm đồ này ra, các bạn có thể thấy được đây là nó có một đầu đây. Thì ngoài cái phiên bản một đầu này, chúng ta còn cái phiên bản hai đầu. Đấy, thì chúng ta có thể dùng một đầu để chạy rãnh, một đầu để khoan. Cái này rất là tiện, thậm chí chúng ta có thể chế dùng cho cái dây chuyền chế biến gỗ tự nhiên luôn, chứ không cứ là gỗ công nghiệp, không chỉ dùng để khoan cam trong cái chế biến gỗ công nghiệp. Thì ngoài cái phiên bản hai đầu ra thì chúng ta còn một cái phiên bản là có biến thể có thể lên xuống được trục Z, và như vậy chúng ta có thể dùng cái máy này để làm mộng luôn. Đó, một chiếc máy cực kỳ đa năng. Đấy, ngay đằng sau lưng tôi lại nói đến mộng. Thì đây tôi có một cái máy làm mộng dương. Đấy, vui rất tiếc có cái máy mộng âm thì tôi vừa giao mất rồi, cho nên là ở đây chúng ta không có máy mộng âm. Thì đây là cái máy mộng dương. Máy mộng dương một đầu. Máy mộng dương hai bàn một đầu. Đó, có thể làm cùng một lúc làm liên tiếp hai mộng. Đó, liên tiếp nhau. Bên cạnh đây là tôi có máy mài lưỡi cưa đây. Đấy, máy mài lưỡi cưa hợp kim. Đấy, chúng ta sẽ lắp lưỡi cưa vào đây, có hệ thống đèn chiếu sáng. Đấy, có lưỡi mài. Đó, một chiếc máy rất là tốt và cần thiết với các xưởng gỗ công nghiệp cũng như tự nhiên. Ngay cạnh cái máy mài lưỡi cưa là cái máy mài lưỡi dao bào theo kiểu dao bào thẳng từ trước đây đó. Công nghệ bây giờ thì chủ yếu là chúng ta có hệ thống máy bào bằng hạt. Đấy, dao xoắn, cho nên là khá là ít các cái lưỡi thẳng. Đấy, nhưng mà rất là nhiều xưởng vẫn là ưa dùng các cái loại lưỡi thẳng, cho nên là chúng tôi cũng có cả máy mài lưỡi thẳng như thế này. Đấy, nhìn qua một chút hệ thống điều khiển ở đằng trước. Ở trên thì có bảng thông số kỹ thuật chính, nguồn gốc xuất xứ. Đây là cái máy chà nhám bo nhỏ gọn hai bên. Đấy, và chà nhám thì chúng tôi có nhiều lắm các bạn nhé. Chà nhám ví dụ ngay đây trước mặt các bạn là hai chiếc chà nhám, một chiếc khổ 1m3, một chiếc khổ 700. Đấy, hai chiếc chà nhám của Woodmaster. Đấy, tuyệt vời, rất là đẹp. Đấy, ngoài ra có hai cái máy mà chúng ta cũng rất là thông thuộc ở đây, đó là hai chiếc máy khoan liên kết, một bản Z42 và một bản Z63, hay còn gọi là khoan dàn đấy. Đấy, Z63 là chúng ta có 63 mũi và 42 là chúng ta có 42 mũi, được chia hai dàn khác nhau, còn 63 là chia ba dàn khác nhau. Đây là một cái máy rotor lưỡi dưới của Đài Loan các bạn nhé. Đấy, mã hiệu IL60. Đấy, máy của Đài Loan thì bao giờ nhìn cũng đẹp rồi, không có gì để mà chê. Đó. Đấy, nhìn lướt qua cái khu vực này, chúng ta có máy khoan CNC, khoan ngang CNC, chúng ta có máy mài, chúng ta có máy đục mộng, chúng ta làm mộng dương và hệ thống khoan liên kết. Đó, và hai chiếc máy chà nhám, trong đó có cái anh cả 1m3 đây, một chiếc máy gọi là cao to khổng lồ của Woodmaster. Đó, đây là phiên bản nhỏ hơn với khổ 700. Đó, trước mặt đó là chúng ta có một chiếc bào thẩm, đây là bào thẩm khổ 4 tấc.
Đấy, bên cạnh cái 4 tấc thì chúng tôi còn có một cái 3 tấc ở đây. Đấy, đây là máy vào thẩm 3 tấc. Rồi. Đây, hai anh đẹp trai xin giới thiệu với các bạn. Hai chiếc bào hai mặt 6 tấc. Đấy. Và 4 tấc của Woodmaster. Đấy, thì ngày nay khi mà các cái sự phát triển của các xưởng ngày càng tốt hơn thì cái việc nâng cấp từ một chiếc máy bào thẩm và bào cuốn thành một chiếc bào hai mặt ấy trở thành một cái nhu cầu rất là hiện hữu của tất cả các cái xưởng chế biến gỗ. Đấy, thì chúng tôi cung cấp những cái hệ thống máy bào hai mặt có thể nói là một trong những cái mã hiệu tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, tôi sẽ có một cái video sau để giới thiệu chi tiết thêm về hai chiếc bào hai mặt này. Thì bên cạnh hai chiếc bào hai mặt là một trong những cái chiếc máy có thể gọi là tuyệt vời và cực kỳ quan trọng trong việc chế biến gỗ tự nhiên của chúng ta. Đây là hai chiếc máy cưa rip saw. Đấy, cưa rip saw. Có thể thấy nếu các bạn lưu ý là trong video clip trước tôi có làm thì cái bàn của nó lớn hơn nhiều. Đấy, nhưng mà do cái khoảng cách ở đây nó nhỏ quá cho nên là tạm thời tôi để tạm các cái bàn nó ở đây chứ tôi chưa lắp vào. Đó, trên bàn. Đấy, thì hai cái chiếc cưa rip saw. Một chiếc họng 460, còn một chiếc họng lớn hơn là hơn 600. Đó. Đấy, vẫn tôi đã có cái clip giới thiệu chi tiết về cái cưa rip saw này rồi. Thì quý vị các bạn nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể ấn vào đường link ở trên màn hình hoặc là tìm với từ khóa là máy cưa rip saw Trung Quốc có tốt như máy Đài Loan hay không. Đấy. Đấy, trước mặt chúng ta là một cái bào cuốn. Đấy. Các bạn lưu ý là bào cuốn của chúng tôi đây là bào khổ 6 tấc và bên cạnh là khổ 4 tấc. Thì bào của chúng tôi cũng là bào hạt hết nhé, chứ không phải là bào lưỡi thẳng theo công nghệ cũ. Đấy, đều là bào lưỡi hạt hết rồi. Đấy, khi mà đằng trước này chúng ta có thể mở ra hệ thống lưỡi hạt ở dưới đây. Đó, hệ thống lưỡi hạt. Đấy, trở lại với hai chiếc cưa rip saw. Đấy, thì bên cạnh hai cái lưỡi dưới đó chúng ta có một cái cưa rip saw lưỡi trên. Đấy, với cái giá tất cả cạnh tranh hơn rất nhiều so với cả dòng lưỡi dưới. Đấy, thì với những cái xưởng mà không có nhiều không gian cũng như là điều kiện kinh tế vẫn còn eo hẹp, hoặc là vì một lý do nào đó chúng ta có thể cân nhắc là lấy luôn cái cưa rip saw lưỡi trên này cũng được, rất là tốt. Đấy, lại nói về cưa mà không giới thiệu cưa đu thì hơi phí. Đây là một chiếc cưa đu. Đấy, các bạn, tôi chỉ gọi tên nó là cưa đu thôi nhé, tôi không nói rõ cụ thể nó như thế nào. Bạn nào mà biết về cái cưa đu này thì vui lòng comment ở dưới giúp tôi xem là có nhiều bạn biết được cái cưa này không. Đấy, một cái cưa rất là hay đấy, nhưng mà không phải ai cũng biết cái cưa này đâu, kể cả các bác làm mộc lâu năm mà chưa chắc đã biết là dùng cái cưa này như thế nào đâu. Đấy, cho nên là xin các bạn cứ comment nhiệt tình cho tôi xem đây là cái cưa này dùng làm gì và dùng như thế nào nhé. Đấy, đối diện cái cưa đấy chúng ta có tubi 20. Đấy, tubi 20. Có cái hay là cái anh Trung Quốc này ngoài việc làm máy bây giờ rất là tốt thì cũng hỗ trợ là bổ sung thêm cái hệ thống cữ sẵn cho máy như thế này. Đấy, rất là tiện lợi. Ở đây có cả hộc để cho máy hút bụi ra. Đó. Thì máy Đài Loan là đắt hơn nhiều nhưng mà lại không có những chi tiết đó. Đây, Đài Loan đây. Tubi Đài Loan đây các bạn ơi. Đấy, máy thì chất thép nhìn bóng đẹp. Nhìn không có gì phản cãi. Đấy, chỉ có cái là giá đắt thôi. Đó. Máy Đài Loan chỉ như thế này thôi, không có cữ gì cả. Đấy, còn đây mình lại có một cái rotor cỡ nhỏ của Trung Quốc này. Các bạn nhớ là đoạn trên tôi có một cái rotor của Đài Loan nhé. Còn đây là rotor của Trung Quốc. Đấy, đây là chiếc máy chà nhám băng dành cho các cái thanh tròn. Ví dụ như các cái thanh song, bạn mua máy chuốt tròn về làm song xong là bạn phải cho vào đây để cho nó đánh cho nó nhẵn đi. Đó. À đây. Đây là ba cái
rotor lưỡi trên. Đấy, ba cái rotor lưỡi trên. Đấy, trong có bản cơ và bản đạp hơi. Đấy, chi tiết của từng máy thì tôi sẽ giới thiệu sau. Đấy. Và đây là một cái sản phẩm mới mà rất là tiện dụng. Đây là cái hệ thống băng tải dành cho máy chà nhám. Đấy, giúp chúng ta có thể thi công nhanh hơn rất là nhiều so với trước đây. Chúng ta có thể xếp một loạt phôi vào trong này và băng tải sẽ cuốn đi và trực tiếp đưa vào máy chà nhám hoặc là máy bào hai mặt. Đấy, tăng công suất lao động lên cực kỳ nhiều. Đó. Chúng tôi có cả những chiếc xe nâng đến từ Đài Loan. Đấy, xe nâng 3 tấn từ Đài Loan. Đó. Nói chung là các cái máy móc mà phục vụ cho sản xuất gỗ công nghiệp là chúng tôi có hết. Và đây là một chiếc máy cao to khổng lồ. Đó là chiếc máy ép cao tần khổ lớn nhất luôn, rộng 3 mét. Đấy, mã hiệu 1060H. Đây là cái bản tải nặng lớn nhất hiện tại trên thị trường, với cái mức giá cực kỳ cạnh tranh và một trong những máy tốt nhất hiện tại trong cái dòng máy ghép gỗ cao tần. Đấy, tôi đã từng có một video giới thiệu chi tiết cái máy này rồi. Thì các bạn quan tâm có thể tìm hiểu lại cái clip đấy giúp tôi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang cái khu vực CNC nhá. Đầu tiên là chúng ta có một cái CNC một đầu, hay còn gọi là router một đầu. Đấy, nhỏ gọn xinh xinh. Thật ra mấy anh mà làm quảng cáo hay gì đó mà nhìn thấy cái máy này là thích lắm đây. Đấy, chỉ có một đầu, bàn nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều không gian. Mã hiệu RT1325V. Đấy. Và bên cạnh chiếc xe nâng này thì chúng ta lại còn thêm một chiếc máy nữa, mà nó là thằng em họ của cái máy ép cao tần kia. Phải có cái này thì mới dùng được ép cao tần. Các bạn biết đây là máy gì không? Vâng, đúng rồi, đây là máy phay mộng finger. Đấy. Máy phay mộng finger để tạo ra các cái mộng ngón tay đan vào nhau để tạo thành các cái thanh gỗ dài trước khi mà chúng ta thực hiện cho vào máy cao tần để ghép ngang. Đó. Còn bên đây là khu vực máy CNC. Trước mặt các bạn đây là cái phiên bản tốt nhất, đẹp nhất, xịn nhất trong cái dòng máy CNC netting 4 đầu, mã hiệu Pro R4F. Đấy, chắc chắn là tôi sẽ có một cái chi tiết video clip giới thiệu lại chiếc máy này. Đấy, đây có thể nói là chiếc máy xịn sò và phù hợp nhất trong cái giai đoạn hiện nay để chúng ta đầu tư. Thì lý do làm sao tôi sẽ giải thích trong cái clip đằng sau. Đấy, và một cái phiên bản em trai của phiên bản đó, đó là phiên bản HTR4F. Đấy, cũng rất là đẹp. Đó. Đấy. Và cuối cùng là một chiếc máy mà chúng tôi đang đóng gói để chuẩn bị tiến hành giao cho khách hàng. Đây là chiếc máy chuyên đục ổ khóa và bản lề. Đấy. Chiếc máy mà có thể giúp cho những cái xưởng một ngày có thể làm được hơn 100 cái cánh cửa, 100 đến 120 cánh cửa. Đấy, chỉ với một cái máy này thôi. Chiếc máy cũng rất là đẹp. Đấy. Thì showroom Hà Nội còn được trang bị hệ thống máy nén khí rất là lớn, 30 HP, để đảm bảo khi mà quý khách tới tham quan mà có nhu cầu kiểm tra và máy móc thì có thể tiến hành đấu nối và thử máy ngay. Đây là hệ thống bàn nâng phôi tự động của máy CNC netting. Đó. Đây là hệ thống thùng chứa của máy nén khí. Máy nén khí đến từ thương hiệu Aerovac của Đài Loan các bạn nhé. Đấy. Chúng ta có máy hút bụi 4 kg. Máy hút bụi của chúng tôi là máy hút bụi cánh đúc nha các bạn nhé, chứ không phải máy hút bụi cánh nhôm loại mỏng manh đâu. Đây, bạn có thể thấy máy
máy rất là chắc chắn, dày dặn. Đây là một chiếc bơm chân không nước dành cho chiếc rotor RT1325. Đó. Rồi chúng ta đi lại một vòng toàn cảnh của showroom nhé. Đó. Vận tải, hệ thống rotor, đấy, trà nhám băng, máy ép cao tần, hệ thống tu bi và rotor, hệ thống cưa đu, cưa rip so lưỡi trên và lưỡi dưới, bào cuốn, bào hai mặt, trà nhám thùng, hệ thống khoan liên kết, đấy, hệ thống khoan laser, hệ thống mài lưỡi cưa, hệ thống làm mộng dương, hệ thống dán cạnh, hệ thống cưa bàn trượt. Đấy, và như vậy thì tôi vừa giới thiệu qua với các bạn những cái máy mà hiện đang được trưng bày tại Đại Phúc Vinh chi nhánh Hà Nội. Thì hy vọng là khi tình hình dịch bệnh nó tốt đẹp hơn thì xin được đón tiếp với các bạn tại showroom của chi nhánh Hà Nội tại thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội, để có thêm những thông tin cần thiết cũng như yêu cầu báo giá các cái máy tôi vừa giới thiệu qua. Các bạn có thể vui lòng liên hệ với hotline đang hiện trên màn hình. Một lần nữa, thay mặt Đại Phúc Vinh chi nhánh Hà Nội gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc chúng ta cùng nhau vượt qua cái đại dịch Covid này thành công. Chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.